Máy bay Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Singer SM988. Đầu tiên sử dụng ở bên hông máy này, nó có dây này, mình rút nó ra, cắm qua cục đổi nguồn, máy chạy điện 110 hoặc là 100V. Đấy, chứ cắm trực tiếp qua điện 220 nó sẽ cháy nhá. Mình mở cái nắp này ra, gắn cái cọc chỉ vào đây. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đánh suất chỉ này. Đây là cái suất này, đây là cọc suất này, mình cắm vào đây. Đấy, đi chỉ đánh suất thì nó có sơ đồ đây. Ở đây, một là móc vào cái móc sắt này, hai là quấn qua con ốc này, ba là vắt vào cái cọc này. Đấy, một này, móc vào cái sắt này thôi. Đấy, hai này, hai thì nó vẽ đi từ đây, đi lòng qua cái sắt này. Đây, cái này cho nó lọt hẳn vào bên dưới này nhá. Đấy, từ đây qua đây ra đây. Đấy, đối với bên này móc nó vào đây, dễ sử dụng. Đấy, mình quấn qua đây tầm 6-7 vòng gì đấy, mình quấn theo chiều kim đồng hồ nhé để cho chắc. Cọc suốt này thì nó có hai chế độ, đây chế độ bên trái này là kim nó chạy, chế độ bên phải thì là cọc này nó quay, kim nó không quay. Mình gạt đi gạt lại. Đấy, mình gạt về phía bên phải để đánh suốt nhé. Sau đó mình ấn nút tắt bật ở đây. Đấy, khi nào đánh đầy rồi thì mình ấn dừng lại, hoặc là đầy rồi thì nó sẽ tự động nó va vào cọc này, mình ấn dừng lại. Không đánh nữa thì mình gạt nó về phía bên trái, rút cái cọc này ra, cắt chỉ đây. Còn bây giờ hướng dẫn đi chỉ may này. Chỉ may thì gồm có một sợi chỉ trên và một sợi chỉ dưới. Sợi chỉ trên thì mình đi qua những cái theo cái mũi tên này thôi, sợi chỉ dưới lắp vào cái ổ bên dưới này. Đầu tiên là nâng chân vịt lên, thì theo máy thì nó có cần nâng hạ chân vịt ở chỗ này đây, cần màu trắng này đây, nâng lên chân vịt trắng hay nâng này. Một là mình đi theo cái sơ đồ nhật liền này, màu đen này. Đấy, một là vắt qua đây, đi qua cái con ốc này, đi vào dưới con ốc này. Đấy, vắt ra phía đằng sau con ốc rồi đi vào cái khe này. Đấy, giống như cái sơ đồ nhật đen này này. Đấy, vắt qua các con ốc, cái thanh này tương ứng với sắt này. Đấy, đi thẳng theo mũi tên này, mũi tên này. Đấy, thẳng xuống, thẳng xuống đây thì nó có mũi tên vòng lên, thì mình vòng lên. Đấy, vòng lên trên cùng. Trên này thì trong này nó có cái mỏ sắt giật trị, khi mà nó đang nằm ở dưới thì mình quay cái bánh đà, đây gọi là cái bánh đà này, thì mình quay lên thì cái mỏ này nó giật lên giật xuống, quay cho nó lên. Vòng sợi chỉ từ bên phải qua bên trái. Đấy, vòng qua chỗ này như thế này đây, mình đi thẳng xuống thôi. Mình móc qua cái móc sắt này, đưa từ bên phải qua bên trái rồi. Đấy, rồi chỗ chân kim này, đây, nó có cái gờ sắt, mình cũng móc nó từ bên phải qua bên trái. Đấy, cho vào hẳn vào trong ấy. Đây, móc vào trong này, rồi mình sâu chỉ qua kim từ đằng trước ra đằng sau, từ đằng trước ra đằng sau nhé. Đây mình hướng dẫn lại đi chỉ trên này, thì đầu tiên đi chỉ trên là quan trọng nhất là phải nâng chân vịt lên. Đấy, nâng chân vịt lên. Một là móc vào đây, hai là đi theo cái sợi nhật đen này. Đấy, gài nó vào ở giữa dưới này, móc ra sau con ốc này, đi thẳng vào đây. Đấy, đi thẳng theo cái khe bên này, xuống đi lên. Đấy, đi lên, móc qua cái mỏ giật trị trong này từ bên phải qua bên trái rồi vắt đi xuống. Đấy, đi thẳng xuống, gài vào cái gờ sắt trên này, đây cái gờ sắt này, vào nó vào trong là được, rồi đến cái chỗ cái chân kim này, sâu chỉ qua kim tường trước ràng sau. Rồi với suốt dưới này mình tháo cái mặt nhựa này ra. Đấy, lấy cái suốt bên dưới ra này, đây là cái suốt lúc này mà mình đánh được này, thì mình đặt sợi chỉ thừa nằm phía bên trái này. Đấy, cầm suốt quay theo ngược chiều kim đồng hồ để nguyên cái mặt như thế, lắp vào. Đấy, thì phía trước người mình ngồi đấy, đây cái chỗ này đây, đây
cái chỗ này thẳng từ kim này ra đây, ra phía người mình ngồi phía ngoài ấy, nó có một cái gờ thì mình gài vào cái gờ đấy. Đấy, vắt nó về phía bên trái này. Vắt sợi chỉ vào cái gờ đấy, sang đưa sang phía bên trái, cầm sụt quay theo ngược chiều kim đồng hồ là đúng nhé. Bây giờ mình lấy sợi chỉ dưới lên thì một tay mình cầm sợi chỉ trên, một tay mình cầm sợi chỉ trên hơi chếch chếch về phía bên trái, chếch cao cao lên chút, một tay như này, một tay mình quay bánh đà hướng vào lòng mình, quay ngược chiều kim đồng hồ, quay một vòng thôi. Khi mà quay đủ một vòng thì kim nó sẽ ở trạng thái trên cao xuống thấp rồi lại lên cao. Đây, xuống thấp lên cao này. Đây, nó sẽ lấy chỉ dưới lên. Khi mà nó chưa lấy lên hẳn thì mình cầm sợi chỉ trên mình giật giật là nó sẽ lên. Rút hẳn cái sợi chỉ dưới lên khỏi cái mặt sắt. Đây. Cầm hai sợi chỉ vào một chỗ, một tay này cho vào giữa chân vịt, đưa ra về phía đằng sau. Đấy. Đối với sụt dưới thì lưu ý là khi mà lắp vào thì phải gài vào cái gờ ở phía trước này. Đấy. Và sụt khi mà lắp xong hoàn thành thì nó sẽ quay theo ngược chiều kim đồng hồ và ăn một phần phía bên trái của sụt như thế này là đúng nhá. Đấy. Khi mà cầm quay ấy, như này là đúng. Mình đậy nắp này vào. Đấy, cho vải vào. Hạ chân vịt xuống. Đấy, khi mà hạ chân vịt xuống, khi mà may được thì đèn nó sẽ xanh. Chọn đường may. Đấy, thì trên này là tất cả các cái bảng đường may của máy. Đây là những cái chức năng cơ bản mình có thể ấn trực tiếp lên luôn này. Ví dụ may đường thẳng này, đường zig zag này, đường chập này, tầm khuy này, tốc độ ở dưới này này. Ví dụ mình may đường thẳng này, cái này là điều chỉnh mau thưa này, cái này là điều chỉnh độ rộng zig zag của đường may này. Đấy, khi mà những cái đường zig zag thì nó sẽ có độ rộng zig zag, còn đường thẳng hay đường zig zag thì nó đều có mau thưa hết. Này là tăng giảm theo số này. Đấy. Tăng giảm để mình chọn những cái đường may số nó lớn hơn. Còn cái bảng này thì hay may thì nó sẽ thiết kế có một cái những cái nút may cơ bản này. May đường thẳng. Đấy, cho tốc độ chậm. Mình có thể chỉnh dày thưa được. May sang đường zig zag này. Có thể chỉnh zig zag to hơn tí cho dễ nhìn này. Sử dụng nó cũng rất là dễ dàng thôi. Những dòng này thì nó không kén vải, không kén chân vịt nhé.